ok ok xếp hai anh em đã quay trở lại về kênh của bình luận viên riaki à, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại ngày thi đấu thứ nhất của fifa world series global final hai nghìn hai mươi bốn thì rõ ràng là như những gì mà tôi đã có dự đoán ở trong uh, mấy video phân tích ấy, thì thật ra về cơ bản là cái uh, giải fifa world series global final của chúng ta cái vòng bảng nó có tương đối nhiều yếu tố thuận lợi dành cho các đội việt nam trừ cặp thi đấu ac còn đối với cặp thi đấu ab và cặp thi đấu bc thì tôi nghĩ rằng là nó đều không phải là vấn đề dành cho hai đại diện việt nam tại vì thứ nhất là những cái điểm nhảy dù chúng ta thì không bị cạnh tranh bởi những đối thủ mạnh thứ hai nữa là uh, cái khả năng để cho chúng ta có thể gọi là kiểm soát được cái bản đồ nó cũng là tương đối tốt đấy thì ngay trong trận thi đấu đầu tiên ta đã nhìn thấy là hồi sport họ cũng đã có cho mình một cái ván thi đấu nó rất là tốt uh, nếu mà các bạn chưa biết ấy, thì thật ra ở trong cái giai đoạn vòng uh, trong một giai đoạn uh, bắn tập bắn Scream ấy thì uh, hồi Sport họ thường xuyên là nằm ở vị trí top uh, 11 12. Đấy uh, họ thường xuyên là nằm ở vị trí top 11 12 ở trong những cái bàn Scream uh, cái này thì có thể giải thích một điều là hồi Sport họ giấu bài. Đấy Hui Sport họ giấu bài. Đấy và ngay khi mà các đối thủ khác họ đánh giá hồi Sport uh, thấp hơn Đấy, như là Reta hay là Evos họ cố gắng đẩy vào đây thì Huawei Sport họ bung sức ra và họ bắn rất tốt ở trong khi họ bắn thật sự đấy thì Huawei Sport là một trong đội mà cái khả năng chơi căng tay của họ là rất ok Đấy, và họ đã có được bình một cái ván thi đấu đầu tiên phải nói là rất tốt và thi đấu đầu tiên cái cách mà huawei sport đã bố trí đội hình và huawei sport đã sử dụng poppy thay vì là trung kiên ở trong lối chơi giống như cái giai đoạn cuối ở uh, fifa world series c ở giai đoạn cuối fifa world series c thì sử dụng trung kiên nhiều hơn khi mà các đội ở c thì rõ ràng là tính cạnh tranh họ cao hơn còn đối với cả giải này thì uh, tôi nghĩ rằng là giai đoạn đầu game với huawei sport thì không phải là một vấn đề quá lớn đặc biệt là ở cái map đảo ấn sự này thì thật ra, hầu hết những cái mà tôi có dự đoán ở trên các map này thì nó đều uh, trở thành sự thật đấy bởi vì là cái map này thì chúng ta chỉ có hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất là reta cùng với cả vị trí của evos mà thôi có một điều tôi hơi bất ngờ là tại sao reta không nhảy khu vực đảo dừa cho nó an toàn thì chúng ra ván thì đầu tiên này có một vấn đề là cái đường bay thì nó không thuận lợi dành cho reta để nhảy đảo dừa thì sau đó thì Huyết sport có một tình huống đối đầu với evos nhưng mà evos thì tôi uh, phát hiện ra là họ không có vị trí g đây mà khi không có g đây thì họ mất đi một in game leader rất quan trọng ở trong đội hình của của evos Rồi ra evos uh, g đây có thể coi là cỡ khoảng 34% sức mạnh đến từ 40% sức mạnh đến từ vị trí evos divide và khi không có g đây ở trong lối chơi ấy, thì cái sự phối hợp của evos nó là tương đối rời rạc. Đấy, sự phối hợp của ivos đó tương đối rời rạc bởi vì bara thì tuy anh ta bắn cũng hay thật nhưng mà nếu mà so với cả g thì chưa thể bằng tại vì trong suốt cái khoảng thời gian chơi uh, tại uh, Free Fire world series c uh, thì bara không chơi mấy mà dù bara vẫn có trong đội hình của đội từ tương đối lâu rồi đấy từ lúc mà ivos thì vai đổi qua đội hình mới nhưng mà chủ yếu vẫn là g bắn thôi nhưng không biết là g đây anh ta gặp vấn đề gì về sức khỏe hôm uh, bắn tập thì uh, cũng không thấy có sự xuất hiện của g -Day và đến ngày hôm qua thì cũng không thấy sự xuất hiện G đây thì rõ ràng là khi mà không có G đây thì Huawei Sport có cơ hội chiến thắng cao hơn so với evos Divide và chúng ta có được mình tám mạng trong giai đoạn đầu game. Trận này quá hay, cũng không có gì để nói. Sau đó thì Huawei Sport cũng có được một lợi thế để lăn quả cầu tuyết. Có một cái mà tôi cũng cảm thấy hơi lạ một chút là ngày hôm qua thì hai đại diện Brazil thì họ thật ra có corinthian tôi cảm giác là họ thể hiện tốt hơn so với fruso Đấy nha fruso thì họ uh, là đội mà uh, thường là họ hay giấu bài ở trong giai đoạn vòng bảng. Nên chúng ta cũng chưa nói gì được. Uh, thật ra thì về Twitter smile và bru thì họ bắn hay thì vẫn là chuyện bình thường thôi theo tôi biết là uh, moshi anh ta bị gặp một vấn đề về uh, vấn đề về, về về ngoài da một cái virus xem một cái gì đấy tương đối lạ ở bên brazil và hiện tại thì đang đợi các bác sĩ kiểm tra thì có thể là moshi sẽ nghỉ hết tuần này À, có thể gần nhất thì có thể moshi sẽ nghỉ hết tuần này và ru họ sẽ buộc phải chơi với đi long nhưng mà thật ra như ngày hôm qua trên livestream tôi cũng nói rồi đi long việc của đi long là đi bộ vuốt dâu thôi chứ còn cũng cũng không phải là À, cần phải nỗ lực gì quá nhiều bởi vì ba thành viên còn lại Bru đã chơi quá tốt rồi à, tôi cảm giác là Fuso đang chưa bung hết sức mạnh của mình Fuso thực ra trong những tình huống xử lý hôm qua có rất nhiều pha giao tranh mà Fuso họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn đấy có một tình huống mà Fuso gần như là đánh bại được vị trí của Bru đấy ở trong một pha giao tranh ở trên đảo Thiên Đường ở game cuối phải nhưng mà về cơ bản thì À, vẫn là những cái tình huống giao tranh quen thuộc thôi ví dụ như là trên map này thì twist và bru thì vẫn bắn nhau đấy twist và, và bru thì vẫn bắn nhau ở gần khu vực cổng trời đấy, đây cũng là một cái lợi thế chúng ta khi mà cái đường di chuyển vào bên trong bỏ hồi spot thì khá là thoáng À, <laughs> ở cánh còn lại thì các đội uh, Indonesia thì họ cũng có những cái pha di chuyển vào, cũng có những pha giao tranh với nhau. Thực ra trận đầu tiên là một trận mà chúng ta có khá nhiều cái lợi thế về mặt di chuyển. Chúng ta nhìn thấy là Huy Sport chạy từ Cape Town vào thì khi đi qua đèo đá thì cũng không bị ai cản trở cả. Có một đối thủ cản lại chúng ta ở trên quá trình chạy bo là CLG nhưng mà đối thủ ấy quá yếu. Như tôi đã nói là các đội La Tàm, hiện tại quá yếu. Chưa biết là Uh, Chưa biết là mấy đội LATAM còn lại uh, Thì à, đội LATAM còn lại là ma ở bảng C Họ thi đấu nào thì hôm nay chúng ta mới biết Đấy nhưng mà CLG và RETA Là những đội mà cái khả năng Giao tranh của họ trong game không tốt Đấy khả năng chạy bo của RETA thì Tương đối tốt nhá nhưng khả năng giao tranh của RETA Thì không tốt còn uh, CLG Thì ngày hôm qua tôi thấy họ chẳng thể hiện được gì cả Đấy tôi nghĩ là CLG còn yếu hơn Mấy đội kiểu Onyx các thứ Ở khu vực Đông Nam Á nữa <laughs> Flusso thì ngày hôm qua họ không, không chạy bo Không di chuyển không bắn nhau mấy nhưng mà những tình huống xử lý Flusso vẫn có một cái độ mượt thật sự như thế vẫn có một độ mượt đến từ trong pha xử lý ở thế nên rõ ràng là với Flusso chúng ta chưa thể nói chưa điều gì tại vì những gì mà họ thể hiện nó sẽ bắt đầu vào vòng Poirot. còn tôi nghĩ là thật ra cái chuyện mà Flusso vượt qua vòng bảng thì không phải là vấn đề khó khăn Đấy, không phải vấn đề khó khăn còn mấy đội như kiểu Watts này thì họ cái kể cả khả năng di chuyển các thứ họ quá yếu đấy khả năng di chuyển khả năng chọn điểm thì dù các thứ của Watts là quá yếu và những đội như kiểu Watts hay là cg hay là reta thì tôi nghĩ là cái cơ hội họ vượt qua vòng bảng là tương đối khó và nhiều người đánh giá là giải này bắn còn không gắt bằng giải đông nam á thì cũng có cơ sở cũng có cơ sở chứ không phải là không Đấy, tại vì là bây giờ cái sự chênh lệch giữa các khu vực bây giờ là tương đối lớn Cái sự chênh lệch các khu vực tương đối lớn thì Cái hướng di chuyển của Sport trong game thì đầu tiên thì cũng chả về cả ba Đây, như tôi đã nói rồi, CLG quá yếu để mà có thể đối đầu với một Huawei Sport uh, Huawei Sport chúng ta thậm chí chúng ta đánh bại được cả Team Falcon, cả AG, cả Bru, cả Twitter Smile Trong tình huống đối đầu trực tiếp Thì chẳng có lý do gì mà những đội như CLG này chúng ta không hạ cục được cả đấy thì đấy là một cái lợi thế trong khi đó thì như tôi nói là khi mà hua sport đi từ bên tay phải và đồ vào thì họ sẽ nếu như họ kiểm soát được vòng bo tốt đấy và những đối thủ như là như là bru hay twist họ tự chạm mặt nhau trước à, Q và fluso tự chạm mặt nhau trước thì cái hướng di chuyển của hua sport ở bên trong bo nó quá thuận lợi đi và game thì đầu tiên này thì ăn được cái bùi à, rất là tốt có một tình huống mà chúng ta giao tranh trực tiếp với twitter smile thì cái tình huống đấy chúng ta không được xem à, uh, nhưng mà thật ra thì uh, lúc này thì hồi sport đồ đã khá là nhiều rồi chúng ta thắng được smile trong một tình huống giao tranh trực tiếp uh, và sau đó chúng ta dồn nốt những thành viên tới từ flusso lấy cho mình đó là buya và phải nói là tình huống xử lý tới được vị trí của huế sport nó rất là chuẩn chỉnh uh, nó rất chuẩn chỉnh và chúng ta có được mình buya ngay trong game thi đấu đầu tiên của uh, ngày uh, của trận chung uh, kết thế giới và thì đây cũng là một trong những cái điều rất là tuyệt vời ra là World Sport làm cho chúng ta cảm thấy rất là tự hào Ngày hôm qua thì World Sport đã giành được cái mục tiêu 80 điểm Thì nói chung là cũng đúng những gì mà tôi có dự đoán Đấy, nói chung là mình đợt này mình Tuy là mình không biết chơi game mà mình không có trình Đấy, mình bình luận viên vớ vẩn thôi Nhưng mà mình dự đoán là nó cũng chuẩn Đấy, mình dự đoán nó cũng chuẩn chuẩn <laughs> À, dự đoán là nó cũng không bị lệch đi quá nhiều so với cả cái kết quả thi đấu chính thức thì tôi nghĩ là ngày hôm nay thì kể cả như Wc tôi đoán là họ được khoảng 70 điểm đổ lên thì chắc là cũng sẽ đúng thôi 70, 70 80 điểm Ok ở trận thi đấu thứ hai thì bắt đầu có sự thay đổi một chút Uh, tuy nhiên thì cũng không thay đổi quá nhiều khi mà chúng ta cũng thấy rằng là những cái pha giao tranh đầu game thì các đội họ làm cũng tương đối là ổn cái aq phải nắm xuống sớm Thế thật ra thì với việc mà chỉ có 11 team ấy thì cái không gian để chạy bo nó thoáng rất là nhiều. Trận 2 này thì các đội họ vẫn như hôm qua tôi nói trận 1 trận 2 các đội họ vẫn thích giao lưu tấn công với nhau. Bắt đầu trận 3 các đội bộ chơi một cách chậm rãi hơn. Nhưng mà từ thế mà trận 2 thì các đội họ vẫn tích cực giao tranh với nhau rất là nhiều. Ví dụ Big Air Toronto, thì cả ngày hôm qua họ dành thời gian để đi loanh quanh đi bắn nhau nữa. Đấy, không chưa có nhiều những cái yếu tố dấu ấn chiến thuật ở trong lối chơi của các đội. Thật sự ngày hôm qua thì các đội họ đang Uh, bắn theo kiểu đúng kiểu bắn cảm hứng ấy như kiểu Twitter smile, là evo hay là Big torrenta uh, gặp đâu là họ vã đó đấy ta đã những cái đội này thì căn bản ở vòng bảng này cũng dễ bây giờ trừ đi ba ông la tam, trừ đi ông was với cả ông hai uh, ba uh, ông la tam một ông uh, uh, emea đấy với cả một ông uh, nào đấy của brazil yếu ví dụ thế chẳng hạn thì tất cả những đội còn lại thì cái cơ hội họ vượt qua vòng bảng rất là rất là dễ rất là dễ đấy rất là dễ lấy 12 đội trên 18 đội thực sự rất là dễ tôi nghĩ là bây giờ giải phải tăng lên 24 đội thì cái uh, mức độ cạnh tranh nó mới cao hơn chứ còn về cơ bản thì cái việc mà các đội họ uh, giao tranh với các các thứ này tôi thấy là cũng không không phải là một vấn đề quá khó dành cho dành cho mấy đội này đấy trường hợp của nay night boy hôm qua của SCCV bắn rất hay À, nhưng Huawei Sport của chúng ta thì trong tình huống chúng ta đẩy vào cái khu vực này thì chúng ta cũng không được may mắn cho lắm. Đấy, nhưng mà nói chung là trận 2 thì Huawei Sport làm vẫn rất là tốt. Tại vì thật ra thì suốt cái khoảng thời gian chạy bo thì Huawei Sport không phải đụng với ai. Đến đoạn cuối giao tranh này thì phải nói là các đội cũng bay vào bèm nhau rất loạn. Huawei Sport thì cái hướng tiếp cận ở bên trong bo nó không đủ ổn nên họ bị bắn. Nhưng mà thật ra trận 2 bắn hai trận thì cũng đã được uh, hơn 40 điểm rồi thì nói chung là áp lực nó không lớn, bắn nó như vậy sương sương như vậy thôi. Bru thì họ cứ uh, thế họ đi thẳng ở bên trong bo cũng chả ai cản. Đội Bru này đúng họ chạy từ bên tay trái. Họ lại chạy từ bên đảo bên trái qua cũng chả ai cản Bru kiểu cứ đi lừ lừ, lừ đi ở trong bo xong rồi có M79 nữa dã đối phương chết thôi giúp là về cơ bản ngày hôm qua thì cái chất lượng chuyên môn của ngày thi đấu nó không phải là quá cao, một số đội mạnh thì họ vẫn thể hiện được cái khả năng chơi tốt của họ. Đấy còn những đội nào mà yếu thì vẫn yếu. đấy những đội chúng ta dự đoán yếu và vẫn yếu và những đội mạnh thì họ vẫn mạnh. Đấy thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy được như SCCP thì ngày hôm qua cũng đã có một ngày thi đấu tôi nghĩ đánh giá là cũng khá tốt ra hai đại diện Brazil ngày hôm qua thi đấu mức độ trung bình đấy mức độ trung bình top 5, top 6 mà xếp hạng chưa phải là cái gì đấy quá tệ với họ cái điều quan trọng là đến chung kết đấy cái khu vực đấy có bao nhiêu độ đấy, và cái khu vực đó thì họ sẽ thể hiện như thế nào thì Bru đúng kiểu bắn nhàn Thật ra trận 2, trận 3, Bru bắn nhàn đi bộ vuốt dâu đấy, lấy cho mình đó là Buya sau hai trận thì là Hua có mình 41 điểm Bru 37, Tweet 36, Thái Lan làm bố Đấy, Fluxo 26, bây cho người ta 20, CCP 19, cũng cân cân Đấy, chỉ có trường hợp của Evos thì hai trận đầu ngoài gãy quá Nhưng mà đến à, bắt đầu từ trận 3 đổ đi thì Evos sẽ bắn hay Đấy, chứ còn mấy ông Watts với Reta với CLG thì tôi nghĩ là có khả năng là đi Đấy, khả năng là đi Đấy, Ở bảng còn lại thì... Uh... Uh, mấy ông kiểu y bên mình thì tôi cũng không đánh giá họ quá cao đấy thì không biết là ngày hôm nay thì họ thi đấu như thế nào nhưng mà về cơ bản thì họ cũng không 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 có bình quá nhiều cái khả năng để đi tiếp đấy ba la tam và khả năng là ra đi thì tôi nói là khu vực Latam bây giờ cũng hơi khó để mà mùa sau không biết là mùa sau ở bên Nga nào thay đổi không nhưng mà để cho Latam ba suất thì tôi thấy hơi phí để tôi thấy nên tăng suất cho các đội Đông Nam Á nhiều thì tốt hơn nhưng mà bây giờ Đông Nam Á lấy 8 suất rồi Đấy, lấy thêm nữa thì hơi 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 nhiều quá Đấy, nó hơi nhiều quá trở lại với cả cái giao tranh đầu game thì chúng ta thấy là EVOS thì họ đi tổ chức đi bắt CLG thì CLG họ cũng chả có cái chả có cái khả năng nào mà chống đỡ cả đấy mà, mà thật ra cái đội CLG này cái phong độ thi đấu của họ ở trong cái giải La Tam gần nhất cũng rất là tệ nhá đấy cho bị mấy đội mạnh nhất của La Tam thì lại trả đủ điểm tích lũy mùa đi mùa sau thì có lẽ La Tam nên thay đổi lại cái hệ thống thi đấu của mình đấy, La Tam mùa sau nên thay đổi hệ thống thi đấu chứ còn nếu mà bên La Tam cứ cử mấy cái đội kiểu như kiểu CLG đi hay là Reta thì có đỡ Reta tính ra là họ chạy bo còn đỡ chứ còn kiểu clg tôi chả thấy họ bắn hay gì cả đây là một tình huống giao tranh giữa huế uh, sport à, đấy thì bắt chúng ta bắt đầu vị trí của big delta uh, koza trận này thì huế sport chơi cũng kiểu thoải mái chơi cũng căng tay đấy thường, thường thì cái map này ít khi ở huế sport họ chơi quá căng tay nhưng mà trận này thì họ chơi cũng căng tay để cơ bản là tư duy cũng thoải mái mình có một cái bùa bỏ túi rồi đấy, nên là đâm ra là huế sport họ chơi cũng khá thoáng trận này thì huế sport cũng không có nhiều cái uh, cơ hội di chuyển đấy, bởi vì là chúng ta đấy khi mà đết anh ta bị phát hiện ra anh ta bị bắt tới vị trí ta thì tất nhiên là đết thì có mọc thêm cánh thì cũng khó mà có thể ăn được mấy ông đề ta này một cách dễ dàng nhưng mà sau đó chúng ta vẫn tìm được cách nào đấy chạy bo đấy nói chung là có 11 team sao lại còn có mấy ông uh, yếu nữa thì chạy bo nó cũng đơn giản đấy ngày hôm qua chạy bo nó cũng dễ dàng ngày qua tôi chỉ bất ngờ là mấy ông Brazil này toàn vã nhau đấy SCCP và Fluso hôm qua vã nhau nhiều thật trận hai cũng vã nhau nhá trận ba cũng vã nhau thì cái này cũng là một cái mà tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ tại vì uh, thường thì mấy đội Brazil này họ là những đội họ rất hiểu ở lối chơi của nhau và ít khi họ có những tình huống đấm nhau mà tôi có nghĩ là có vẻ như là cái sự cạnh tranh ở đội bộ của Corinthian và Phúc nó còn đáng chú ý hơn cả sự cạnh tranh của đội Brazil với đội Thái Lan. Nên hôm qua tôi thấy là Corinthian với Phúc đấm nhau khá nhiều và khi mà họ đấm nhau nhiều như vậy thì họ sẽ tạo ra những cái thiệt hại. Đấy, chứ còn ví dụ như Bru chả ai sờ nó. Bru họ cứ vào bo sớm, tại vì thực ra ngày hôm qua không có Moshi nên là những cái nên là Bru họ hôm qua họ cũng chơi dè dặt một chút đấy chứ còn nếu mà hôm qua mà Bru có Moshi mà họ bắn như bình thường ấy có khi họ phải được 150, 150, 160 điểm đấy chứ còn không chơi để ở cái mức gọi là an toàn như vậy đâu đấy thì phải nói là hôm qua họ chơi cũng rất an toàn Fruit thì vẫn như vậy thôi Fruit thì chơi yên như năm ngoái tức là cũng chạy bo chậm chậm xong rồi đi đến đâu thì cố gắng là bắn cái áp lực với đối phương nếu mà cảm thấy không ngon không giòn thì họ sẽ di chuyển ra nhưng mà tôi thấy là fruso thì cái kiểu chơi Fluxo thì thường là sẽ khiến họ vào bo chậm trong cái đó thì corinthian thì có vẻ là có xu hướng vào bo sớm hơn đấy corinthian có vẻ là năng động hơn so với Fluxo. trận này thì hua sport thì có một tình huống đối đầu với cả twitter smile nhưng mà chúng ta không thắng được twitter smile thì chúng ta phải chịu thôi và sau đó thì twitter sẽ chiếm được cái điểm quá cao quá đẹp gọi là cái khu vực chuồng bò Đấy, thì uh, nhiều bình luận viên cũng dự đoán là Tuyết sợ sẽ có bình đó Buya à để bán thi đấu này Nhưng mà cuối cùng thì không Đấy, cuối cùng thì không Phải nói là Flusso có một tình huống công lên rất hay nhá. Tình huống công lên Flusso thì tôi nghĩ là họ ra đi rồi Đấy họ đặt một cổng dịch chuyển Và cổng dịch chuyển này rất sớm bị phát hiện tới vị trí Nameless Đây cái này là một cái đẳng cấp trong giao tranh của Flusso nhiều bạn bảo hôm qua Flusso không mạnh nhưng mà thật ra chúng ta nhìn lại pha giao tranh này chúng ta sẽ thấy Flusso xử lý rất hay. Đấy, một tình huống họ đi qua cổng dịch chuyển sau đó thì họ bị bem vào thì các thành viên tới đâu họ biết chia người ra các vị trí để có thể cao vơ lẫn nhau đấy họ chia người ra các vị trí để phân tán cái 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 hỏa lực tới từ vị trí Twitch và sau đó thì họ biết cách là cô lập vào vị trí của xạ thủ cho họ rất nhanh phát hiện ra vị trí sơ minh để mà có thể cô lập và sau đó họ xử lý họ di chuyển rất là hợp lý đấy phải nói là là Fuso nói gì nói cái đẳng cấp họ vẫn có tình huống này cứ nghĩ là twitter smile ăn chặt rồi vì twitter smile tưởng họ sẽ có thể bắt bài được pha di chuyển tới thành viên của flusso nhưng mà cuối cùng ấy, thì chính là twitter smile họ mới là những người thất bại trong pha giao tranh mà dù flusso mất đi hai người nhưng mà twitter smile chết cả bốn đấy thì đây cũng là một trong những cái điểm rất là thú vị ở trong lối chơi và chúng ta cần phải chú ý ở trong cái đối chơi flusso mà dù trước đó twitter smile còn lút được đồ của bốn người chơi tới vị trí hồi sport nhé đấy mà họ giao tranh mà họ có bình sự chủ động mà không ăn được phút tôi vẫn nghĩ là cái khả năng xử lý ở phút là ghê đấy có thể ngày hôm qua thì họ chưa chơi 100% cái sức lực của họ thôi đấy, cái này chúng ta cần phải chú ý một chút chủ quan mấy mấy đội kiểu phút chết không phải tự nhiên năm ngoái họ giành được chức vô địch thế giới đâu Đấy, trận này thì Bru nhàn, ông đi long cả trận bắn nó có 500 đam, đi long kiểu vào bắn 5-500 đam đi bây giờ chủ yếu là di chuyển và hỗ trợ cho đồng đội đấy, tình huống che keo thứ cũng làm rất tốt <laughs> đi lòng chắc là lâu lắm mới bắn đi lòng chắc là lâu lắm mới sờ vào game đấy thì có bình đó là buya nhẹ nhàng để xe hàng thôi trận này em chả ai làm gì bru cả cho bru chạy bo thoải mái chả ai làm gì ngày hôm qua thì ghét hai thậm chí là ghét hai bình thường là chơi support hỗ trợ rồi nhưng mà ngày hôm qua thì kết hai anh ta cũng làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình đấy thì trận 3 là như vậy trận 4 ở trên đảo sa mạc thì trận 4 này cũng có một cái mà tôi cảm thấy nó hơi bị cấn một chút nhưng mà lúc này tôi cũng có nói ở trên livestream đấy là cái việc mà huê sport họ luân chuyển đội hình nó hơi bị chậm bình thường thì chúng ta nhìn thấy các đội họ sẽ luân chuyển đội hình ở trên cái map này như thế này ví dụ như là huê sport lút ở trong vừa họ sẽ chạy qua âu Hampton đấy hoặc là họ sẽ qua foundation đấy hoặc là họ đi vào Bayfront để đi săn sớm nhưng mà có lẽ spot cũng đoán rất là wax sẽ nhảy ở khu vực foundation thì với spot như tôi đã nói là có rất nhiều sự chọn họ có thể chọn được vị trí clg hoặc là lùi sang âu bởi vì big Air atlanta thì họ sẽ đi qua khu vực đền thờ sau đó thì sccp họ sẽ đi lên khu vực đấu trường tức là ở trên cái map này cái việc vận hành là các đội họ sẽ liên tục xoay chuyển họ sẽ liên tục xoay chuyển trên cái map này nhưng mà Huawei Sport họ lại có một cái nước đi nó hơi bị tệ một chút Thật ra thì cái này nếu như là trận chung kết thì sẽ không ổn cho Huawei Sport lắm Thì Huawei Sport họ chú ý về cái mức độ luân chuyển Tức là cái đoạn này thì Huawei Sport họ muốn tấn công ở vị trí của, của, của Watts Nhưng mà họ lại bị uh, chật khớp ở trong chật nhịp Nên họ không tấn công được thì khi mà Huawei Sport đã không tấn công được và Bicetron ta chiếm được cái điểm mà team, Wasp, uh, team Huawei Sport đứng thì đết không thể nào hồi sinh lại những người đồng đội của mình được Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là World Sport đã bị kẹt ở đây Thì cái việc mà luân chuyển đội hình ở Trong cái tình huống này ở World Sport làm nó là không tốt Đấy, luân chuyển đội hình là không tốt Và khi mà chúng ta luân chuyển bị chậm như này Chúng ta sẽ bị vỡ đội hình Và may cho World Sport là ngày hôm qua Thì các đội họ bắn cũng chưa phải là quá chuẩn chỉnh Nhưng mà nếu như đây là trận chung kết Thì rõ ràng đây sẽ là một cái điểm lùi rất lớn Dành cho World Sport về mặt chiến thuật thì đây cũng sẽ là một thứ mà huế sport cần phải chú ý đấy khi mà big air tròn nanta đi thì scp sẽ vá ở vị trí của họ thì đáng lẽ ở trận này thì huế sport nên di chuyển bên cánh trái bên cánh trái nó thoáng hơn thì họ sẽ có tiền đề để một là đón lõng đối phương hai là có thể quay trở lại để bắt đối phương khi mà đối phương cũng đang có tình huống luân chuyển Cho còn khi mà chúng ta đang là những người luân chuyển đội hình đang là những người mà di chuyển trên map mà đối phương chiếm được những cái vị trí quan trọng cũ của chúng ta thì đó sẽ là một điều mà khiến huế sport gặp khó khăn thì cái trận này Huy Sport đáng lẽ ra là phải là một trận mà Huy Sport có Mình lợi thế lớn ở trong lối chơi thì Huy Sport họ lại bị vỡ cái chiến thuật từ tương đối sớm và họ phải đổi qua một chiến thuật khác nhưng mà may là cái map này thì Huy Sport họ lại chơi tương đối thông thạo và Huy Sport họ đoán được cái điểm bo cuối cùng ở đâu. Nhìn cái điểm bo cuối cùng của nó rơi vào cái chỗ container thì Huy Sport họ kiểm soát ở khu vực container đó thì họ có thể vào đấy đứng để chờ cuối game cũng được. Trận này là trận thứ 3 mà Corinthians và và Fluxo giao tranh với nhau đấy tôi không hiểu hai đội này có phải đến từ cùng một nước hay không đấy nhưng mà đây là trận thứ ba họ giao tranh với nhau nhưng mà cái bộ ba Bobs, và Zil chúng ta thấy là họ vẫn có tình huống xử lý rất mượt đấy đây là những cái tình huống mà thể hiện sức mạnh của họ ngày hôm qua thì có một số trận họ chạy bo không được hay cho lắm hoặc là họ có thể họ cố tình chạy bo chậm để không 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 để đối phương phát hiện ra nhưng mà tôi thấy trên kênh chat thì nhiều ông bắt đầu kêu là Brazil bắn thế này mà gọi là mạnh à bla 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 và và đấy là bởi vì họ bắn nó chưa hết sức chúng ta nhìn nhận thẳng câu chuyện như vậy nhưng những tình huống từng tình huống xử lý nhỏ của của Fluxo vẫn rất hay đấy thì của đánh bại CCP đánh bại Twitter Spy từng tình huống gọi là micro ở trong đối trời họ thì vẫn rất là hay trận này thì cũng uh, là một trận tiếp theo mà EVOS bắn tốt đấy bắn tốt còn bru thì họ cứ lừ lừ tại bru chả đội nào cản họ trên quá trình chạy bo cả mà thật ra để về khả năng bắn sai tôi thấy là kiểu mấy ông RETA này bắn không phải là quá hay Đấy, Bru nó cứ lừ lừ di chuyển vào thôi, nhưng mà đây cũng là trận mà Reta bắn tốt. Reta là một trong đội mà tôi thấy là cái khả năng chạy bỏ của Reta tương đối hay ấy. chỉ có cái tình huống xử lý gọi là tình huống xử lý cá nhân của Reta thì nó chưa được tốt mặc dù đội này toàn là mấy ông Brazil nhá. Vidalao với cả Lopez L. đấy toàn mấy ông cũng kiểu cũng ngày trước thì cũng bắn bên giải Brazil bắn khá hay. Đấy mà chả hiểu sao từng tình huống di chuyển của họ thì nó lại chưa được hợp lý cho lắm. Đây là một trận đấu mà tôi cứ nghĩ là Rê Tạo sẽ có cho mình một cái uh, kết quả tương đối tốt. Còn Huawei Sport thì đứng ở cái container này thì quá đẹp rồi. Đúng container này mà có nhiều keo. Thì đây là một cái mà điểm đứng quá đẹp ở trong map này. Trận này thì Tuyết Smile họ uh, thi đấu ok. Này, Huawei Sport thì phải nói là Shin ngày hôm qua thi đấu quá, quá đỉnh. Shin ngày hôm qua rất nhiều tình huống solo trận này nhá. Với trận 6 là hai trận mà Shin nó rất nhiều tình huống solo tốt đấy và trận này thì Twisted smile đành phải xin cái buya thôi đấy mặc dù là họ à, có vẻ như là họ bị thất thế hơn so với evos nhưng mà đến đoạn cuối evos hết người mà dù sao thì trận 3, trận 4 ngày hôm qua EVOS họ đã vùng lên và có bình trận đấu hay thì đấy là trận à, 5, à trận 4. Trận 5 thì thật ra trận 5 này là một trận nó à trận năm này là một trận mà các đội họ không chạy bo nhiều. Trận năm này chúng ta nhìn thấy là đến lượt uh, Bia thì họ thắng được Fluso trong và giao tranh. Nhưng mà trận này Fluso cũng ghê nhá. Trận này Fluso họ phải đi uh, lút, uh, họ phải đi gọi là 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 hồi sinh dạo. Đấy từ đầu trận đấu thì tôi nghĩ là có lẽ Fluso sẽ rút kinh nghiệm trong cái chuyện mà họ phải đối đầu với cả thành viên của Bia Torrenta Trận này thì World sport đã bắt được mấy ông Fluso. Fluso chạy đúng là kiểu đi hồi sinh dạo luôn. Đấy luyện kỹ năng hồi sinh một số đội khác yếu thì vẫn yếu, Đấy, ví dụ như Watts hay là vị trí của uh, team uh, CLG ấy, uh, CLG chung chả chả bắn được gì mấy, đây có ông fluso, kinh này, ông Flussow ấy lúc uh, bo các kiểu, sau về fluso đến đoạn cuối này đó tự họ tự hủy, họ lại tự bay lên cái nóc của con robot, chứ còn thật ra thì Đáng lẽ trận cuối futsal vẫn có thể bắn tốt hơn. Đấy, mình cũng chả phải fan futsal đâu nhiều bạn bảo là mày fan futsal à, đấy, nhưng mà thật ra tôi thấy là có những cái mà chúng ta nhận định về họ còn có tính chủ quan. đấy, OAS trận này cũng chả bắn nữa gì, trận nên nói chung là các đội indonesia thì họ cũng di chuyển tương đối hay, đấy nhưng mà Twitter smile này khả năng bắn nó tốt, trải ống Twitter smile ông hợp thời tiết ở bên ông ấy hợp thời tiết bên brazil sao, bên brazil, sang brazil bắn tốt vãi. Huawei Sport thì trận này chúng ta bị vấp phải một cái tình huống mà chúng ta bị kẹp giữa Evos cùng với Twitter Smile hơi hơi khó chúng ta. Đấy còn Bru thì quá thoải mái, Bru thì sau khi mà họ lấy được bốn mạng ấy, thì họ phát hiện ra họ check con robot thì họ phát hiện ra con robot chưa có người thì họ bay thẳng con robot thì nhàn. Còn trận này Huawei spot có một tình huống mà chúng ta công và chúng ta hạ gục được vào vị trí của Evos quét sạch Evos luôn. Đấy, rất hay một tình huống mà công lên rất tuyệt vời và tình huống Shin nói chung ngày hôm qua Shin tỏa sáng rất là ghê lần đầu tiên mà tôi thấy Shin đi bắn chung kết thế giới mà anh ta xử lý hay đến như vậy. Anh ngày hôm qua Shin thực sự ngày hôm qua cái mức độ gánh của Shin là rất cao. Shin anh ta có nhiều kinh nghiệm đi thi đấu giải quốc tế rồi đến bây giờ anh ta kiểu phát huy tinh hoa phát tiết anh em bạn và phải nói là Shin qua bắn rất hay nhá, không phải là một trận đâu. mà thực sự Shin hôm qua anh ta bắn nó nó sáng rực rỡ luôn. Cái tình huống này thì Blue đang hơi gặp khó khăn một chút. Sau đó với chúng ta đụng độ với SCCP thì cái này hơi khó đấy đoạn này thì khó tại vì là huay spot thì thay vì là chạy thẳng ở bên trong bo thì họ quyết định là đi đánh viên bo nhưng mà chúng ta đụng phải một team cam bo rất tốt các đội brazil nói gì nói nhé các đội Brazil họ vẫn là những cái khả năng cam bò họ vẫn là hàng đầu đấy thực sự vậy có thể là nếu mà đối đầu hai đội mà đang di chuyển cái thoải mái đụng đội chúng ta có thể ăn ở Brazil nhưng mà nếu mà chúng ta đang di chuyển mà chúng ta bị đội, các đội Brazil cam bò tại vì cái lối chơi chậm và phòng ngự của bọn Brazil ấy là tương đối hay thì SCCP họ bẻ gãy được cái pha di chuyển đến vị trí Huawei Sport đấy còn nói chung là kinh nói chung là là, là khiếp đây Flusso đoạn này họ đang có rất nhiều lợi thế và thật ra em chả ai bắt họ phải bay vào cái con robot cả đấy cái góc của góc của Fluxo di chuyển rất là thoáng xong rồi cao bố Fluxo bay một phát vào con robot chịu luôn đây không ai bắt họ phải bay vào đây luôn nhưng mà có lẽ họ muốn chiếm cái điểm của robot này thật ra ấy nếu mà để an toàn ấy phải bay vào dưới chân của robot thì nó sẽ hợp lý hơn bay vào dưới chân của robot tức là họ sẽ chấp nhận đi bo chậm tí bay vào dưới chân robot như hôm qua tôi có lúc là tôi bình luận tôi có nói ấy thì nó sẽ hợp lý hơn nhưng mà điên quá bay lên nóc bay đến đúng cái ông mạnh nhất ở bản đồ lúc đấy là ông bru thì chịu thôi cho này Twitch họ vẫn bắn tốt Twitch họ di chuyển hỗ trợ họ né cái pha giao tranh giữa sccp à, giữa pha giao tranh với hua với evos rồi sau đó là hua với sccp và họ chọn cái đường bên tay trái để chạy bo thì đáng lẽ là nếu mà hua sport đi đường đấy tôi nghĩ là sẽ hợp lý hơn Nhưng mà thôi cũng chả sao chả vấn đề gì và thành tích của hua cũng là khá tốt tình huống này là bên broom rất là chí nhá. bên broom rất là chí tức họ để lại họ cố tình để lại zona ở trên này để họ biết là dễ là phải bơm máu dễ là phải bơm máu thì họ nhảy xuống nếu mà ăn được ở dưới thì ăn bình thường thì mua sẽ là người đứng ở trên đấy còn khi mà ông đi long thì nhảy xuống thì cũng sẽ khá khó đi long để có thể đối đầu với những người chơi trẻ hơn và những người chơi mà đã nóng máy rồi Tình huống này là khá trí ấy, Bru nhảy xuống đây vì họ biết là bốn đối thủ sẽ có thể bị mình quấy và lấy đi một lượng máu và họ để lại Jona để 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 bơm máu. Tình huống này khá quái từ vị trí của Bru. Chưa phải là không, nhưng mà mấy ông Twitch thì họ có cho mình cái lượng máu thứ tốt hơn. Đấy chứ còn nếu mà để cho ở dưới mà Jona thứ quẩy thì cũng sẽ là khó khăn. Mà phải nói là Exposi cũng cũng là người mà Exposi ông này này cũng là một bạn mà chơi cũng rất là bình tĩnh. Thì đấy là trận đấu này trận này ông nem les lên trả lời phỏng vấn trong nem này những người brazil thầy luôn cũng biết mấy hôm nay có gen brazil không bắn cũng rất là chuẩn trình đến trận 6 thì trận này là một trận mà các đội họ đều chơi rất chậm thì trận này không có gì đáng nói quá nhiều một vài pha giao tranh đầu game fruso đầu game bị gãy nhưng mà về cơ bản tất cả các đội họ đều di chuyển và đều có mặt ở trong vòng bo cuối cho tới uh, Uh, gần như là tất cả đội đều mặt trong vòng bóng, bóng cuối trừ coditian tôi chả hiểu sao coditian trận này họ cố gắng đi săn sớm gì khi mà họ thấy mọi thứ diễn biến chậm quá cho họ muốn đẩy nhanh về ăn cơm về đi ăn bữa lẩu hay sao à, họ tất cả họ đều giữ cho trận đấu nó diễn ra một cách rất chậm thì trận này phải nói là với sport xin anh ta bắn nó khác biệt thật sự trận này thì sport họ cũng chả phải chạy bo đi đâu bo về chỗ họ đứng thôi Đấy, nhưng mà trận này thì đúng là Hùa Shin bắn rất hay Đến cái đoạn cuối thì cam của Việt Nam ấy Thì chỉ bắt vào vị trí của Shin thôi Chúng ta không được thấy pha di chuyển của các đội khác Chúng ta không được thấy pha di chuyển của các đội khác Nhưng mà về cơ bản là Shin bắn rất tốt Đấy, Vụt được rất nhiều mạng Và cũng không có nhiều đội họ định chọn Cái khu vực nóc nhà là nơi mà họ kiểm soát Đấy, Shin đến đoạn cuối Anh ta di chuyển và vụt được rất nhiều mạng luôn nhưng mà có một số điểm mà tôi chỉ ra ở đây nhá. Reta là một đội chạy bao tốt này. Người tính ra là họ luôn có mặt ở trong top 4 ở trong các bán thi đấu. Đấy, cỡ top 4 top 5 là luôn có sự xuất hiện của người Tính ra là đội Reta này nếu mà họ có khả năng lấy mạng, lấy kill cao ấy Thì cái khả năng đi tiếp của Reta mùa này vào trong vòng 12 đội là vẫn có Chứ không phải là không đâu Đấy, còn tất nhiên là đến đoạn cuối thì Reta trận đào Reta cũng vào được tương đối sâu Vào được cỡ top 4 Thì về lượng điểm thì nói chung là Uh, ngày hôm qua thì chúng ta cũng được xem lượng uh, điểm cả ngày today standing thì chúng ta nhận xét là về today standing một chút đấy thì tính ra là các đội họ cũng không bị tranh nhau quá nhiều những cái đội như từ evos evos thì thậm chí điểm ít hơn so với reta không biết RETA có duy trì được hay không sccp của reta này là những cái đội mà họ sẽ phải cạnh tranh top 12 này còn như ví dụ như huế sport đi bắn hai ngày mỗi ngày độ 80 điểm thôi thì nó ngon rồi đấy ngon rồi đấy fluxo Big cho thì có evo sẽ là hơi chấp chới còn ông clg này thì ông ông quát sẽ khó quát sẽ gần như khả năng sẽ bị loại có clg uh, và reta thì clg thì tôi không thấy họ có cơ hội lắm nhưng reta thì họ chạy bo hay ở trong một cái thế nào đấy mà reta có thể tích lũy được điểm thì đây sẽ là một trong đối thủ cạnh tranh top 12 hai thì uh, họ có hai ván đầu tiên bắn tệ xong hai ván sau bắn rất hay xong hai ván sau nữa họ lại bắn lại gãy đấy thì evos họ sẽ cần phải nhìn lại nhưng có lẽ họ cần sự trở lại tới đội vị trí đây sccp thì đội này uh, cái placement boy ở thấp quá đội này giao tranh được nhưng mà nhiều trận họ phải nằm xuống tốp thấp quá trong khi đó thì big Air cho và fluxo thì cũng ổn định cũng tương đối ổn định hai đội này chỉ số cũng gần gần bằng nhau fluxo thì ngày hôm qua họ chưa bung sức đâu nên là chúng ta cũng sẽ phải chờ những ngày sau xem là fluxo sẽ bắn ra sao uh, hoặc là vào vòng trong AQ thì bắn cũng tạm được cân bằng giữa cả chạy bo mượn mạ Go esports Sport Việt Nam làm rất tốt còn thôi em Thái này thì mời hai ông vào chung kết. Nó chung là bốn đội Thái chắc là vào chung kết hết. Có thể là dụng thì dụng Attack All Round rồi Attack All Round bị bất ổn. Chứ còn Twitter Smile Team Falcon với cả Blue thì thì chắc chắn là là họ xin đấy chắc chắn là họ xin về chung kết rồi ít nhất chung kết được ba ông thái còn nó bắt thì phải đợi hôm nay thể hiện như nào mới biết được ok thì đó là một số thông tin một số những cái nhận định của tôi ngắn gọn thôi tại vì thật ra ngày hôm qua đi hua bắn qua tốt rồi chả có gì để mà chúng ta phân tích quá nhiều à, còn bây giờ thì cảm ơn hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo nha bb